Ok, bài viết này hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình coi đóng gói source code C# ra file SE kèm theo database SQL Server nhé. Thì cái link của một blog này mình đã để ở dưới mô tả rồi. Bây giờ mình sẽ chạy cái ứng dụng của mình lên cho các bạn xem thử. Đây là ứng dụng quản lý xe bán xe máy của mình. Bây giờ mình tiến hành bắt đầu làm thôi. Thì bước đầu tiên là chúng ta phải lấy ra cái file database. Cụ thể ở đây là cái file chấm MDF và LDF. Bạn làm theo mình nhé. Copy cái file này Ctrl C và dán vào hộp gọi link thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được hai file mà của database mình. Thì tên database của bạn khác thì tên file nó sẽ khác nha. Mình copy hai file này vào trong cái thư mục cài đặt của cái project chúng ta. Thì ở đây lúc mình đã làm hết một lần rồi, thử rồi, mình mới quay video lại cho nên là còn mấy file cũ mình xóa đi. Thì ở đây nó báo lỗi là MySQL của mình đang sử dụng cái database này cho nên mình không thể mà nào mà dán vào được cho nên mình tắt đi. Sau đó mình dán tiếp thì nó lại báo một cái lỗi là cái SQL Server này nó đang ở trạng thái start thì mình sẽ top nó đi. Sau đó ta dán vô lại. Và nhấn Continue. Lúc này thì ta đã copy hai file đó vào trong cái project của chúng ta thành công. Lúc này ta sẽ start lại cái service. Chúng ta sẽ qua bước tiếp theo. Thì ở đây khi mà các bạn thêm vào á, thì hai cái file này nó chưa có hiện ra, nó đang bị ẩn. Thì bạn phải cho nó hiện ra cái file ẩn. Rồi các bạn phải include cái file này vào trong cái project của chúng ta thì nó mới thật sự là vào cái project của chúng ta. Đó, các bạn nhớ phải làm bước này rất là quan trọng. Nó lúc này thì file này đã được thêm vào trong project của chúng ta rồi. Chứ ban đầu là nó vẫn còn ẩn nha. Rồi chúng ta qua bước tiếp theo. Chúng ta phải khai báo cái connection này ở trong cái file config. Thì các bạn copy đoạn code ở trên blog của mình có sẵn nha. Thì ở đây mình chỉ quan tâm tới cái tag này thôi, mấy cái tag kia nó có khác nhau thì các bạn cũng không để ý nha. Ở chỗ này là cái tên file của cái database bạn. Ở đây của mình tên là phát triển ứng dụng cho nên là các bạn nhớ đổi lại theo cái
project các bạn nha. Ở bước 4 này thì chúng ta sẽ lấy cái chuỗi Kinect Stream mà chúng ta đã cài đặt ở trong cái file hồi nãy để lấy ra xài. Bình thường thì chúng ta sẽ dùng cái Kinect Stream gắn cứng mặc định như thế này, thì bây giờ mình sẽ không xài nó nữa. Tại vì mình mong muốn là ai cài đặt cái ứng dụng của mình họ cũng sẽ xài được, chứ không có cần phải người dùng bình thường họ không cần phải vào code để mà sửa lại giống chúng ta được. Với mong muốn là chỉ cần nhấn vào file cài đặt là nó sẽ sử dụng được, chứ không cần phải làm những cái bước gườm gà khác. Thì ở đây cái file config này nó chưa nhận được thư viện cho nên mình thêm nó vào nha. Sau đó mình sẽ thử cái bước này là cái bước quan trọng nhất nè. Nếu như mà bạn chạy lại cái ứng dụng này á mà nó không có bị lỗi á thì coi như cái bước bạn đã thành công gần 99% rồi. Còn nếu bị lỗi thì phải tìm cách sửa nha. Đó, hiện tại mình đã đổi cái connection nhưng mà nó vẫn nhận được cái gọi là cái database của mình, chứng tỏ là mình đã thành công cái phần quan trọng nhất rồi đó. Giờ cái bước mà nhẹ nhàng nhất là cái bước mà xuất ra cái file SE thôi. Thì để làm bước này thì các bạn truy cập vào Solution Explorer, chọn vào cái project và chọn phần property. Ok, đây mình chọn nhầm. Mình sẽ mở property. Thì ở đây chúng ta chọn vào cái tab public nha. Ở đây mình có tạo ở desktop một cái folder my product. Thì bạn tạo cho mình một cái folder để chứa đựng cái file mà chúng ta sẽ tạo ra nha. Tiếp theo đó là sẽ có các nút phía dưới. Chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt nha. Làm theo mình là được. Thì ở đây phần quan trọng nhất là phải coi trong cái này có chứa hai cái file MDF và LDF của mình đã thêm vào project không. Rồi ở đây là framework. Thì lúc tạo project này mình chọn framework là 4.5. Thì các bạn có thể xem lại cài đặt cho nó đúng. Mình 4.5 mình tích vào 4.5 và một cái là SQL Server mình chọn 208 đi. Sau đó option là bạn điền vào các cái thông tin thông số của cái ứng dụng của mình. Thì có cái product name, đó là cái tên của cái socket, cái icon của mình khi mà mình socket luôn á. Chọn giống mình nha và sẽ đánh ok. Và bước cuối cùng đó chỉ là public ra thôi. Chạy file setup của mình. Đó, vậy là chúng ta đã cài đặt được thành công. Thì cái video này chỉ tầm 10 phút thôi nhưng mà mình đã làm nó trong vòng 8-9 tiếng rồi. Mình ngồi mình sửa lỗi hết tất cả mọi thứ. Mình đã ghi ra những cái lưu ý nãy giờ mình đã làm cho các bạn rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like cho mình nhé. À mà khi mà chúng ta làm xong thì nó sẽ tạo ra mình một cái socket ở ngoài desktop
Và ở trong Start Menu nữa. Đây, một cái shortcut của phần mềm. Bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Chạy thử. Đó. Và ở trong đây cũng có một cái đó. Rồi, vậy là xong. Chúc các bạn thành công.